Duy Nguyễn xin chào quý anh em theo dõi kênh Duy Nguyễn nha. Thì hôm nay sắp đàn Duy Nguyễn review cái đàn này gửi về cho anh Ngọc ở Phú Thọ. Cái này là gỗ ách Mỹ hay cả nhà. Cái này là cần móc bồ. Cái này thì cái thùng đàn đó là gỗ ách Mỹ, nhưng đặc biệt cái gỗ ách này nó rất là nhẹ luôn. Tiếng khá là đẹp ha. Thì cái này Duyên làm đặc biệt cho anh Ngọc làm theo yêu cầu. Thì cái giá cái đàn này cơ làm là có giá là 4.800.000. Cái đàn này 4.800.000 ha. Mobin nó là mobin đũa. Dạ, mobin đũa. Có phơi kép. Ngựa thì xỏ trên, nhưng các loại ngựa này ngựa tốt ha, rất là dễ xỏ. Đó. Khóa thì khóa hộp. Đó. Cái đàn này cái gỗ nó đặc biệt luôn á cả nhà. Cái này nó nhẹ tí tiếng mà nó cũng đẹp nữa, cho nên là cái này Duyên gấp theo cầu của anh Ngọc. Cái này tầm khoảng 3 kg. Dạ, 3 kg, 3 kg, 3 kg đến 3,5 kg à, không nặng nha. Rồi Duyên Nguyễn mời cả nhà mình cùng tham khảo.